Trong khi đó bên phía các thủ Đạp Vĩnh Tiến thì họ ra quân với đồng phục là áo vàng, quân vàng và bảo vệ bên tay trái. Vâng, như vậy trận cầu đã được bắt đầu. Hiệp đấu đầu tiên thì giao bóng thuộc về đội bóng Thanh Thanh. Thanh Thanh là đội bóng đến từ tỉnh Khánh Hòa, cũng là một trong những đội bóng phong trào rất mạnh, có thể hình về nó là khá tốt. Phản công dành cho Đạp Vĩnh Tiến. Việt Tân, Hoàng Đức dứt điểm. Đã đầu tư rất nhiều để bắt giải bóng đá. Ngọc Tôn dứt điểm không vào. Chưa có nhiều sự khác biệt ở những phút đầu của hiệp một này. Phải dứt điểm khá nguy hiểm, vâng vào. Bàn thắng quá đẹp mắt của số 7 bên phía Thanh Thanh Travel Thanh Hiếu. Bóng đi vào góc xa, đập cục dọc và thủ môn số 1 bên phía Đạp Vĩnh Tiến đã phải nói là dù đã nỗ lực hết sức nhưng không thể cản phá được. Bàn thắng quá bất ngờ. Thanh Hiếu không có phạm lỗi, vẫn là nỗ lực của Nhật Thiện. Dứt điểm không vào. Đạp Vĩnh Tiến đang chơi lăn xả. Vẫn là Thanh Thanh Travel, dứt điểm từ xa không vào. Một cú vút bóng của 17 Khánh Tín. Nghiệp tốt ở những phút đầu hiệp 1 này. Và đá phạt khá tốt của số 15 bên phía Đạp Vĩnh Tiến. Khá nhiều lần chạm mặt với nhau. Và cũng rất nhiều cầu thủ họ cũng đã biết nhau trước khi đến với giải đấu này. Phải có tốt không vào. Rất đáng tiếc cho đội bóng Thanh Thanh, một tình huống mà chuyền bóng rất quan sát của Khánh Tín. Tiếp tục là pha dứt điểm của cầu thủ bên phía Ocean. Một tình huống đối diện thủ môn của Thanh Hiếu. Cục 2, chân trái dứt điểm rất mạnh. Văn Mẹo không vào. Xin lỗi, đó là Quốc Hưng. Không vào. Tình huống áp sát rất nhanh của cao thủ bên phía Đạp Vĩnh Tiến. Cánh trái khá toán nhưng đẹp đi không vào. Tiếp tục là một tình huống đối diện thủ môn của cao thủ bên phía Thanh Thanh. Khoảng cách đá phạt đang rơi vào tầm gần 20m, khá xa. Phải dứt điểm ngay ở sân. Phải dứt điểm không vào. Tào Duy Anh. Cục 2 không được. Tình huống chọc khe cho số 9 Thanh Tuấn. Dứt điểm, dứt điểm thứ hai. Rất đáng tiếc tình huống để bóng cẩn thận của các cầu thủ áo vàng. Văn Cảm chân trái vâng vào. Một tình huống dứt điểm đã loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của các cầu thủ bên phía Thanh Thanh Travel. Vâng, như vậy trọng tài Hữu Phước đã rút chiếc thẻ vàng cho đội trưởng Vĩnh Quý bên phía đội bóng Thanh Thanh. Một chiếc thẻ từ một tình huống phản ứng. Một tình huống đá phạt khá tốt của số 3 Văn Cảm. Khi mà cao thủ Âu Xanh không có nhiều phản ứng, thủ môn bên phía đội bóng này Mạnh Tiến cũng đã, xin lỗi, đó là thủ môn Công Thành cũng đã chôn chân. Số 10, Bắc Phú Lê không vào. Một tình huống bắt bóng sống khá tốt của Ngọc Tùng. Thanh Thanh đang theo rất sát. Lăng xả. Hai cầu thủ áo xanh. Văn Luân dứt điểm không vào. Một pha dứt điểm khá tốt của Văn Luân. Bắc Phú Lê không vào. Rất bất ngờ, một tình huống chuyền bóng phải nói rất tốt của Thanh Huống lên vị trí của Ngọc Tùng. Dứt điểm không vào. Phải dứt điểm khá tốt cho Văn Luân. Văn Luân chỉ mới vào sân ít phút mà thôi.
Dứt điểm không vào. Và dứt điểm khá tốt của Choi Ba bên phía Thanh Thần. Tiếp tục làm tình huống đá vào góc, bóng đi chệch rất khó chịu. Họ cũng không vội phải áp sát. Vâng, họ đang chờ đợi những cơ hội để phản công. Và đây là phản công do Đào Vĩnh Tiến bao thủ áo vàng. Có dứt điểm hay không? Không thể dứt điểm được. Vẫn là các thủ bên phía Đào Vĩnh Tiến. Làm gì đây? Chân phải. Không vào. Vâng, như vậy đã có bàn thắng cho các thủ Đào Vĩnh Tiến. Pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 8 đó là Dương Khắc Đạt. Sau 3 cú dứt điểm thì cuối cùng Đào Vĩnh Tiến cũng đã có bàn thắng để đưa tỷ số trận cầu lên là 2-1. Dù bóng đã trúng vào những đầu ngón tay của thủ môn Công Thành. Hai đội bóng này đều đang có được 0 điểm sau 2 vòng đấu. Nhưng họ vẫn còn một trận cầu vào ngày mốt. Dứt điểm không vào. Tiếp tục là một tình huống ép Công Thành của cao thủ bên phía Đào Vĩnh Tiến. Bạn B đang rất khó đoán khi mà đang dẫn đầu là Phú Quốc đang có được 4 điểm, trong khi ba đội còn lại cũng đang có điểm. Vâng, như vậy trong tay Hữu Phước đã thổi còi để khép lại trận cầu giữa hai đội bóng Thanh Thành Travel và Đào Vĩnh Tiến. Kết quả chung cuộc là 2-1 cho đội bóng Đào Vĩnh Tiến. This whole world twice, if I could be a paradise.